Diễm Hương lợi dụng việc hoa hậu Thu Thủy qua đời để bán hàng online khiến netizen phẫn nộ. Ngày 5 tháng 6, cộng đồng mạng và làng giải trí Việt bàng hoàng khi hay tin hoa hậu Thu Thủy vĩnh viễn rời xa cõi đời ở tuổi 45, nguyên nhân là do đột quỵ. Trước mất mát này, nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn động viên tới gia quyến. Hoa hậu Diễm Hương cũng là một trong những nghệ sĩ có động thái đáng chú ý khi đàn chị đột ngột ra đi. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ, chia buồn cùng gia đình, thực sự giờ rất hãi hùng chữ đột quỵ và mọi người nên biết đột quỵ xuất phát từ khía cạnh ăn uống 80%, còn tập yoga hay thể dục không giải quyết được hết vấn đề. Một lần nữa, tôi vẫn khuyến khích mọi người ăn uống detox cơ thể, không ăn mặn, giảm và hạn chế tinh bột, cắt giảm đường, chăm bổ sung rau củ quả. 4 năm qua, Hương uống ớt chuông là vì sợ điều đó. Status của Diễm Hương nhanh chóng thu hút sự quan tâm của netizen. Nhiều người cho rằng cô đang cố tình mượn sự ra đi của Thu Thủy để quảng cáo cho sản phẩm detox mà mình đang kinh doanh. Dưới phần bình luận, nàng hậu cũng có những pha đáp trả cực căng. Thế tính ra các bạn chỉ quan tâm mỗi chuyện tôi bán gì và các bạn không nghĩ nếu một mai tôi đủ tiền mở cả bệnh viện tim thì cũng là chuyện xấu đấy. Tôi cũng mong mọi người đi tóc tốt, chia sẻ việc ăn uống tốt cho sức khỏe thì tại sao không làm, sống mà ích kỷ quá, về nhà chơi với gia đình mình. Sau khi bị cộng đồng mạng ném đá không thương tiếc, Diễm Hương đã xóa bài đăng gây ồn ào. Tuy nhiên cô lại tiếp tục viết thêm một status nữa tự dặn mình không nên tranh cãi. Cuộc sống giờ á, tâm mình cần phải tịnh. Cũng trong hôm nay, anh Nguyễn Minh Thắng, em trai Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy cho biết, những ngày trước khi qua đời, nàng hậu không ăn uống được gì, thỉnh thoảng sốt, nóng, sốt lạnh. Chia sẻ với báo chí, anh Nguyễn Minh Thắng cho hay, đêm 4 tháng 6, gia đình đưa Hoa hậu vào bệnh viện 108 cấp cứu nhưng cô không qua khỏi. Anh Thắng chia sẻ, chị ấy giống như kiệt sức, như suy kiệt. Em trai Hoa hậu cũng phủ nhận thông tin Hoa hậu qua đời do đi tập thể dục. Anh cho biết thông tin này không chuẩn xác, Hoa hậu đã ốm nằm nhà mấy hôm. Một số tờ báo đã gọi hỏi nguyên nhân Hoa hậu qua đời nhưng gia đình không muốn trả lời. Anh Thắng tâm sự cả gia đình rất sốc và đau buồn trước sự ra đi của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy vì quá đột ngột. Khi được hỏi về thông tin Hoa hậu Việt Nam 1994 bị trụy tim, em trai cô cho hay, bố tôi cũng bị tim, tôi không biết chị có bị tim hay do chị giấu, nhưng bình thường chị vẫn khỏe, vẫn tập thể dục đều đặn. Gần đây chị không ăn uống được và kiệt sức, tôi rất bất ngờ và sốc. Chị ra đi đột ngột và chưa kịp trăn trối gì với các con. Chị Thủy là chị cả trong gia đình, nhà có hai chị em, bố tôi mới mất và chị ấy lo tất cả mọi việc. Hiện tại, chồng cũ của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy là Peter cũng đã có mặt tại Hà Nội để cùng gia đình lo hậu sự cho cô. Anh cho biết sau khi ly hôn, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Khi nghe tin thì hai bố con vội bay về Hà Nội. Thật sự chuyện này quá sốc với tôi. Chúng tôi cũng thường nói chuyện với nhau, cô ấy rất năng động, còn nhiều dự định lắm. Cô ấy đi mà không kịp trăn trối với ai. Có lẽ cô ấy tự tin trong vấn đề sức khỏe, chắc bị bệnh không chịu đi khám. Thực sự bây giờ tôi cũng vô cùng bối rối và không thể giữ được bình tĩnh, anh nói.